Thu Trang trở lại đường đua phim Việt với Nụ Hôn Bạc Tỷ. Sau hơn một năm từ thành công của Con Nhóc Mót Chồng với doanh thu gần 80 tỷ đồng, gặt hái giải thưởng nữ chính xuất sắc tại Cánh Diều Vàng 2023, diễn viên, nhà sản xuất Thu Trang vừa bắt tay với V-Picture và nhà phát hành CGV bấm máy phim điện ảnh mới có tên Nụ Hôn Bạc Tỷ. Tiếp tục khai thác thế mạnh ở thể loại tình cảm, hài hước, Nụ Hôn Bạc Tỷ lần này của Thu Trang mang đến một câu chuyện gần gũi cho khán giả về tình yêu lứa đôi, đời sống gia đình, nhưng sẽ có nhiều mới lạ hơn so với những dự án trước. Vợ chồng diễn viên Thu Trang, Tiến Luật sẽ cùng trở lại trong dự án mới dàn diễn viên trong phim vừa được công bố gồm Thu Trang, Tiến Luật, Võ Tấn Phát và hai Mỹ Nam, Lê Xuân Tiền đóng chính phim Gái Già Lắm Chiêu, series Trại Hoa Đỏ của đạo diễn Victor Vũ. Marando đóng nhiều MV của các ca sĩ ngôi sao và một số vai ở các sân khấu kịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Ekip đoàn phim cho biết bối cảnh chính của Nụ Hôn Bạc Tỷ được quay tại Đà Lạt, Lâm Đồng và một phần ở thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận. Phim dự kiến sẽ công chiếu tại các rạp vào dịp Tết 2025.